Dạ toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ lời đầu tiên trong video toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Dạ hôm nay toàn sẽ giới thiệu vườn mai xứ rễ đến nơm đẹp dạo Thủ Đức bên vườn nhà của Dương Tư Hồng nha quý cô chú anh chị. Dạ ở đây Dương Tư có giao lưu là mai xứ rễ, cây giống và cây lứa. Địa chỉ của nhà vườn của Dương Tư là ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, thành phố Cần Thơ. Ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Dạ số điện thoại của Dương là 0977713957. Dạ cũng là số Zalo của Dương Tư nha quý cô chú anh chị. Sau đây toàn sẽ quay sơ lược một hai cây để cho quý cô chú anh chị các bạn xem trước cái mẫu bên vườn mai xứ rễ của Dương Tư ha. Cái này là toàn làm vài cái video toàn để dành toàn đăng với cô chú anh chị, đăng cho quý cô chú anh chị các bạn biết cái vườn của Dương Tư ha. Toàn làm trước một hai cái video toàn đăng không công khai á, khi nào có dịp nào cái toàn sẽ mở lên toàn đi. Thí dụ mà toàn qua đây toàn quay khoảng 4-5 cái với cô chú anh chị, quay 4-5 cái video mai vàng để biết bên vườn của Dương Tư ha. Và ở đây Dương Tư có giao lưu tại vườn, Dương Tư không biết bán qua ship với cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa hãy đến vườn mai của Dương Tư để giao lưu những cây mai xứ rễ đến năm đẹp ha. Cây này bữa hổm là quanh cũng 15-16 quý cô chú anh chị. Hiện tại Dương Tư cũng được ba mấy cây này nè. Quý cô chú anh chị các bạn nếu như mà lại thương lượng giao lưu với Dương Tư ha. Ở đây cũng như là toàn giới thiệu trước cái vườn mai của Dương Tư đó quý cô chú anh chị. Đây là cây mai đế cũng đỉnh lắm nè. Cái này toàn quay xong rồi toàn sẽ đẩy lại với chú anh chị. Trong cái lô này là ba mấy cây là hoành từ 14-15 là đế nơm. Cây từ 8 đến 14-15 cộng rễ không với chú anh chị. À, phía sau vườn của Dương Tư rất là rộng luôn. Giờ này trời nắng cái video nó hơi mờ, rất mong quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Đầu tiên thì toàn quay vài cây mai bự xứ rễ trong vườn của Dương Tư. Sau đó toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng xem cái vườn mai cây lứa xứ rễ phía sau của nhà Dương Tư nha quý cô chú anh chị. Giờ này cũng 11 giờ. Thì hôm nay toàn dẫn hai ông anh Hăng và anh Thông bên thành phố Cao Lãnh qua để giao lưu với Dương Tư ha. Hôm nay toàn sẽ ngừng đi dắt lúa một bữa để toàn dẫn mấy anh đi vòng vòng cho biết cái xứ mai xứ rễ bên ngoài ha. Cây này cái lô cây mà từ 2 4 6 7, cái lô mà từ 7 8 9 mười mấy cộng rễ là cái lô này tầm khoảng ngàn mấy cây quý cô chú anh chị. Ở đây thì quý cô chú anh chị các bạn tới vườn á, mua nhiều thì Dương Tư bán nhiều ha, mua nhiều cây cũng được, mà con cái Dương Tư không biết bán qua ship, rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. Ví dụ mà có ai ở xa lại tới vườn Dương Tư, Dương Tư vẫn bớt tiền ship và tiền xăng cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Và địa chỉ và số điện thoại của Dương Tư toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết để liên hệ với Dương Tư, tìm đến vườn mai xứ rễ của Dương Tư để mua cho mình những cái mai đẹp nha quý cô chú anh chị. Thì tầm khoảng 1.000 mấy cây này toàn quay sơ lược vài cây cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Đó, cây nào toàn quay xong cái toàn đắp gia thể lại quý cô chú anh chị. Ví dụ mà quý cô chú anh chị và các bạn nào mà có lập vườn á thì hãy đến cái vườn mai của Dương Tư nè để mình giao lưu với Dương Tư ha. Ở trong đây cây ít rễ nhất là 7 quý cô chú anh chị. Cây này cũng được là 2 4 6 7 8 9 10. Cây này 10 cộng rễ quý cô chú anh chị. Cây này nó bằng út của toàn ha. 10 cộng. Mỗi cây chiều cao trung bình của nó là từ 5 cho đến 8 tấc quý cô chú anh chị. Cây rất là khỏe luôn. Để toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Cây rất là đỉnh luôn quý cô chú anh chị. Rồi phía bên đây cây luôn, cây này quá trời đã luôn. Cây này tí xíu nữa toàn sẽ làm video ngắn cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Cây này để toàn coi được bao nhiêu cộng. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16. Còn mấy cộng nhỏ nhỏ toàn không tính nha quý anh chị.
như cộng nhỏ nhỏ cộng bự đều hết là 15 16 cộng của chú chị ơi. Cây này nó gần bằng ngón út của Toàn luôn. Thì phía sau dân tư thì giao lưu hết mớ rồi. Còn phía ngoài này dân tư ông để lại cho Toàn quay lại gai đó. Rồi cây này Toàn sẽ chừa lại, Toàn không có đậy lại tí xíu nữa, Toàn sẽ làm cái video ngắn như với chú anh chị. Và mình đi dài ra một kia luôn với chú anh chị ơi. Thì cái vườn mai sữa rễ của dân Úc ở phía bên kia, phía bên đó là của dân Úc, còn bên đây là của dân tư. Khu vực ngoài này rất là rộng luôn các chú anh chị. Nhà ngoại của Toàn thì như cái hướng này chăn chỗ cái cây mà cây cao cao nhất luôn quý cô chú anh chị. Giờ này trời mát mình quay cái video nó trong quý chú anh chị. Thì xa xa Toàn sẽ bư ra cây cây cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Đây cây này bên đây tư cũng giao lưu rồi, đó rất là nhiều luôn. À, cái chỗ nào lõm lõm mà trống trống là vườn tư cũng giao lưu rồi quý cô chú anh chị. Vườn tư giao lưu đây rất là nhiều luôn ha. Vườn tư thì ổng ngại, ổng không dám vô video. Mà vườn tư với cô tư đồ ổng giờ vườn tư với dì tư rất là hiền quý cô chú anh chị. Toàn sẽ kiếm cây hay cây nữa Toàn quay cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Bên đó cũng trồng mai sữa rễ luôn đó quý cô chú anh chị. Đây thì nhà cái bên người ta bơm xình lên đó. Giờ chạy bên kia luôn. Thì cái lô này tầm khoảng ngàn mấy cây. Thì nói chung là cũng có cây rễ nhiều, cây rễ ít nha mấy cô chú anh chị. Cây này nó bị tứ nước á, tứ nước lâu ngày cái da thể nó bung ra. Và cây này nó đã luôn mấy cô chú anh chị ơi. Cây này cũng là 2 4 6 8. Cây này 8 cộng rễ đều ngang dài luôn mấy cô chú anh chị. Nhà Toàn xin đọc lại cái địa chỉ bên vườn của dân tư nha mấy cô chú anh chị. Ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của Dượng là 0937 139 57. Dạ đó cũng là số Zalo của Dượng Tư luôn quý anh chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng Dượng Tư ha. Thì ở xa lại Dượng Tư vẫn bớt tiền ship và tiền xăng luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi tí nữa Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị các bạn đi một vòng qua cái vườn của dì Út luôn, vườn của dì Dượng Út ở phía bên đây. Không. Nhưng từ trồng thì cảm thấy nó ngay hàng. Từ phía ngoài Toàn sẽ quay vô trong. Nó từ phía ngoài Toàn sẽ quay vô trong chú anh chị. Được. Đi sụp cái đường nước. Ở bên đây cái vườn của ai mà cây lứa lứa nhóc trơn nè chú anh chị. Toàn cũng ít về xứ ngoại. Thì lâu lâu Toàn diện lần cái Toàn sẽ giới thiệu những vườn mai đẹp của mấy ông cậu và bên gì. Đây phía ngoài này thì đất hỏm Toàn qua thì vườn Út chưa trồng phía ngoài này với anh chú chị. Vườn Út mới trồng đây ha, trồng từ từ ra. Mỗi khi mà mình làm một cái cây mai mà đạt được cái số lượng mà từ 10 8 cho đến 10 cộng rễ thì cái thời gian của nó rất là lâu luôn quý chú anh chị. Mình o bế từ cộng mà tầm khoảng 1 tháng 2 tháng á. Mình sẽ bư giá thể ra, mình sẽ sửa lại một lần lần thứ nhất, lần thứ hai cũng rất là nhiều lần luôn mới được cây mai đẹp luôn quý chú anh chị. Đúng rồi, cái đường mà phía bên cái cầu đó, phía bên cái cầu đó là đất ruộng của ông cậu Tư ruột, là ở phía người chăn chỗ cái cống á, kế bên đây người ta trồng, người dân người ta trồng mai sữa rễ đây rất là nhiều. Là ngay cái cầu á lại nhà ngoại của Toàn tầm khoảng 150 cho đến 200 mét là lại nhà của cậu bên ngoại của Toàn á. Chắc nhà ngoại phía này, tại vì cái cua bắt chăn này nó cái cua nó cong cong á, Toàn nhìn nhiều khi Toàn nhìn lộn là cái nhà ngoại của Toàn đằng kia, mà thật sự nó nằm đó tuốt đằng này nè. Nằm tuốt đằng này chứ không phải là bên kia quý cô chú anh chị.
bỏ mà vườn út á, vườn út ông bư mấy cái cây này ra nè, bư mấy cây này ra cây nào nấy 15 16 cộng rễ trở lên không biết chú chị. Là cái lô cây lứa nè, cây này tầm khoảng bằng ngón tay út, nhỏ hơn ngón út cũng có mà cây mười mấy cộng không á. Ở khu vực ở trong bên vườn tư vườn út phía bên đây rất là rộng luôn. Đây là những cái mai sử rễ đế quýt nè, cây dạng cây bự nè. Còn đây là những cây mai sử rễ mà cây dạng như cây lứa, là phía bên đây chắc của vườn út không chú chị. Nè. Cây này cỏ lên. Ôi cây này đã 2 4 6 8 10 12, nó tầm khoảng 12 13 cộng rễ, cây này nó bằng ngón tay út của Toàn nha quý cô chú anh chị. Quá trời bộ rễ luôn à. Bên đây cũng vậy luôn. Ủa sao vườn út cũng không đắp giá thể vô ta? Chắc để cho nó thoáng thời gian quá. Cây này cũng 4 6 8 9 10. Cây này cũng 9 10 cộng rễ luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này nó muốn bằng ngón tay út của Toàn luôn ha. Ủa gì từ cái này của vườn út hả? 3 5 7 9 10. Cái này 10 cộng rễ quý anh chú chị ơi. Ôi cái này đã củ đế. Cái này nó muốn xù luôn quý anh chú chị. Đây là cây đỉnh không? Cái này cũng là 2 4 6 8 10 11 12. Cái này cũng 12 cộng rễ luôn quý anh chú chị ơi. Là phía bên đây là bên khu vườn của Nhật Út ha. Bên đây cũng vậy luôn. Này 3 5 7 9 11. 11 cộng rễ. Cây này tầm khoảng tay út của anh chị, cái lô này nó tầm khoảng là tầm coi ha, 3 3 rồi 6 8 như là nó tới 11 cây. 11 cây lứa ha. Những quý cô chú anh chị các bạn nào đến vườn của Nhân Tư á, sẵn qua vườn của vườn Úc để xem và tham khảo luôn ha. Câu cá gì Tư? Giờ đếm con nó kiếm mấy á? Đây cái mai quá xe bọc giá. Cây, anh coi cây xù này chưa, lắm đỉnh. Em qua, dạ. Cây này được. Đây là bông mai giảo Thủ Đức trong vườn của Nhân Tư với chú anh chị. 3 5 8. 3 5 8. Ngày Toàn qua Nhân Tư là Toàn làm từ 4 5 clip trở lên với chú anh chị. Thì bữa hổm á, có nhiều anh em yêu cầu Toàn là quay cái cây mai này lại. Cây này bữa hổm Toàn với vườn tư đo thông số rồi. Thì nói chung là cây này nó xù là từ gốc tới ngọn luôn quý chú anh chị ơi. Nó xù kiểu xù chảy ha. Cây quá đỉnh luôn quý chú anh chị. Cây này bên em bữa hổm vườn tư cũng đo là gần như là 7 mấy 80 hay nè, Toàn cũng quên này. Ở phía này thì tầm khoảng là 9 mấy. Nói dụ mình lấy cái thoát thăng mà từ cái rễ mà lên cái thoát thăng này tầm khoảng 9 mấy nè. Còn phía trên đây 8 mấy nguyên chú anh chị ơi. Còn cái cỏ cái này nó từ cũng 7 mấy ha. Cây này lá xù Toàn thăng luôn. Rễ là rễ nơm luôn nguyên chú anh chị. Đó, có gì Toàn sẽ đăng cái số điện thoại và địa chỉ của vườn tư lên dưới phần mô tả đó. Để cho quý cô chú anh chị các bạn xem và tham khảo ha. Rồi mình để vàng kia luôn quý cô chú anh chị ơi. Thì đây quý cô chú anh chị các bạn nào muốn đặt hàng mà mai sử rễ như số lượng nhiều quá thì liên hệ với số điện thoại Nhân Tư ha. Cây đó nãy em quay rồi anh Hân à. Rồi dạ. Dạ. Rồi quý cô chú anh chị thì hôm nay Toàn với anh Hân, với anh Thông rồi dẫn quý cô chú anh chị các bạn đi tham quan xem và tham khảo mô hình trồng mai sử rễ bên nhà vườn Nhân Tư. Và Nhân Tư có giao lưu là mai sử rễ
cây con giống và cây lứa và cây bự bên nhà của Dương Tư luôn ha. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng Dương Tư. Và thời lượng video của Toàn là khá dài, Toàn cũng xin phép với cô chú anh chị các bạn Toàn khép lại cái video. Dạ, cuối video Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Toàn cũng hẹn với cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.